thân mến, em tên là Nguyễn Thị Minh Thúy, học sinh lớp 7A, trường Trung học cơ sở An Thanh. Em tên là Nguyễn Thị Như Ý, học sinh lớp 7A, trường Trung học cơ sở An Thanh. Em tên là Phạm Thị Hải An, học sinh lớp 7A, trường Trung học cơ sở An Thanh. Để vừa hướng chuyên đề, mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng. Chi đội 7A chúng em mang đến một câu chuyện về tấm gương sáng, nghị lực, phi thường vươn lên trong cuộc sống. Không ai khác đó chính là Hoa hậu Hoàng Hen Di, Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017, top 5 Hoa hậu Hoàn Vũ thế giới năm 2018. Phần trình bày của bọn em xin phép được bắt đầu. Tấm gương sáng vươn lên trong cuộc sống luôn khiến chúng ta phải nể phục vì họ luôn biết nỗ lực, cố gắng để vượt lên chính mình, bỏ lại những trở ngại phía sau để hoàn thiện ước mơ. Chính nghị lực ấy khiến bản thân chúng em rất cảm phục. Một trong số đó là Hoa hậu Huế Nie, một cô gái dân tộc thiểu số với ước mơ bãi bỏ những luật lệ lạc hậu để cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn. Chị Hen được sinh ra và lớn lên giữa những rừng Tây Nguyên, nơi ban tặng cho chị một màu da vô cùng khỏe khoắn. Thế nhưng miền đất nơi đây vẫn còn chứa đựng nhiều phong tục lạc hậu ngăn cản con người phát triển, và chị Hen cũng không nằm ngoài ràng buộc đó. Năm 14 tuổi, chị bị ép lấy chồng, nhưng không, chị đã chọn con đường học tập và giáo dục. Lựa chọn của chị không sai, chị đã xuất sắc trở thành sinh viên của trường cao đẳng kinh tế đối ngoại và đạt những thành tích riêng cho chính bản thân mình. Đó cũng là tiền đề của bông hoa giữa núi rừng Tây Nguyên bắt đầu tỏa hương sắc. Năm 2017, trong quá trình tham gia Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam, chị đã có nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa cho các em nhỏ tại Bảo Lộc. Trước thềm chung kết, chị luôn gây ấn tượng với ban giám khảo bởi sự thân thiện, duyên dáng. Không ngoài dự đoán, chị Hen đã ghi tên vào lịch sử Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam và tham dự quốc tế. Khi đến với đấu trường quốc tế, chị đã mang tới trang phục dân tộc bánh mì với mong muốn bạn bè quốc tế thấy được vẻ đẹp ẩm thực của Việt Nam. Tại đêm chung kết, khi được gọi vào top 20, chị đã nói: "Tôi là một cô gái dân tộc thiểu số, tôi bị ép kết hôn vào năm 14 tuổi. Nhưng không, tôi đã chọn giáo dục và học tập. Tôi làm được, bạn cũng làm được, cảm ơn." Câu nói ấy đầy tự tin và quyết liệt, làm thay đổi suy nghĩ của rất nhiều người, không chỉ các dân tộc thiểu số tại Việt Nam. Ngay sau đó, chị tiếp tục xuất sắc lọt top 10, top 5, đem lại thành tích cao cho Việt Nam và đấu trường nhan sắc quốc tế. Mong rằng mỗi chúng ta từ tấm gương ấy biết vượt lên và trở thành một phần của xã hội văn minh, mang lại hạnh phúc cho mình và mọi người. Phần trình bày của chúng em đến đây là kết thúc. Cảm ơn ban giám khảo, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh đã lắng nghe. Xin chân thành cảm ơn. Việt Nam!